Xin kính chào quý bà con, quý cô bác, quý chị các bạn đang xem kênh. Thì hôm nay là thứ tư, ngày 15 tháng 6 năm 2022. Thì mình xin tiếp tục làm clip cập nhật sơ qua tình hình Bắc Thái. Hôm nay ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Đông, khu vực Tây Nguyên cho quý bà con, quý cô bác, quý chị các bạn cùng tham khảo. Thì ngoài cập nhật tình hình Bắc Thái thì hàng ngày, hàng tuần mình còn có làm thêm những clip cập nhật tình hình giá cả của một số loại nông sản khác trên kênh. Quý bà con, quý cô bác, quý chị nào có xem kênh, có quan tâm đến mít hay một số loại nông sản khác hàng ngày thì có thể vào trong danh sách video ở trong kênh để xem. Kính thưa quý bà con, thì tình hình giá mít Thái trong một vài ngày trở lại đây thì đang có chiều hướng đang tăng mạnh nha quý bà con. Hiện nay thì tình hình giá mít đang trên đà tăng. Hy vọng là trong một vài ngày tới thì giá có thể tiếp tục tăng thật là mạnh để cho quý bà con nông dân mình có thể yên tâm. Thì cụ thể là ở khu vực Vĩnh Long thì cam lớn là 10, cam nhỏ là 5 và mít chợ là 2 đồng ký. Khu vực Cần Thơ thì cam lớn là 10, cam nhỏ là 5 và mít chợ là 2 đồng ký. Khu vực Đồng Tháp thì cam lớn là 10, cam nhỏ là 5 và mít chợ là 2 đồng ký. Khu vực An Giang thì cam lớn là 10, cam nhỏ là 5 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Hậu Giang thì cam lớn là 10, cam nhỏ là 5 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Sóc Trăng thì cam lớn là 10, cam nhỏ là 5 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Hiện nay thì giá mít xô ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang thì thương lái đang mua xô với giá đầu từ 5.000 đến 6.000 đồng ký. Còn ở khu vực Long An thì cam lớn là 10, cam nhỏ là 5 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Tiền Giang thì cam lớn là 11, cam nhỏ là 6 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Giá mít ở khu vực Tiền Giang thì lúc nào cũng cao hơn những khu vực khác, do khu vực Tiền Giang thì tập trung rất là nhiều vựa mít. Còn khu vực Tây Ninh thì cam lớn là 10, cam nhỏ là 5 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Còn khu vực Đồng Nai thì cam lớn là 7, cam nhỏ là 4 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Bình Phước thì cam lấy 7, cam lớn là 7, cam nhỏ là 4 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Đồng Nai thì cam lớn là 7, cam nhỏ là 4 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Vũng Tàu thì cam lớn là 7, cam nhỏ là 4 và mít chợ là 2.000 đồng ký. Khu vực Tây Nguyên thì cam lớn là 5, cam nhỏ là 2 và mít chợ là 1.000 đồng ký. Tới đây thì mình cũng xin kết thúc video ở đây. Xin kính chúc cho toàn thể của các nông dân, quý chị, các bạn đang xem kênh sẽ có một ngày thật là vui vẻ, hạnh phúc, thật nhiều niềm vui và may mắn. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý bà con, quý cô bác, quý chị, các bạn trong những clip tiếp theo trên kênh.